ty chưa có phòng riêng. Đây là những nơi chị em tại Tổng Công ty Viễn thông Quân đội tận dụng để vắt sữa. Đôi khi chỉ để bỏ đi. Chị Nguyễn Thị Thành thấy mình thật may mắn khi không rơi vào hoàn cảnh như vậy, bởi chị sinh con đúng vào thời điểm Tổng Công ty đã có phòng vắt sữa. Cái đấy mình rất là thấy là thay đổi lớn luôn đấy, là công ty cũng có quan tâm đến các chị em phụ nữ, đặc biệt là cũng có quan tâm đến việc là hỗ trợ phát triển cho các em bé nữa, thì là để duy trì nguồn sữa cho các cháu. Chỉ hơn 10 m², phòng vắt sữa này chưa thực sự là điều kiện lý tưởng cho một nơi làm việc có đến gần 500 nhân viên nữ. Nhưng đó là cả một sự cố gắng và quan tâm của chủ doanh nghiệp khi trụ sở đặt tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tôi nghĩ là những cái mô hình mà các cái lao động, những cái đơn vị lao động mà có khoảng 30 chị em đang nuôi con nhỏ thì nên có những cái mô hình như thế này để cho các chị em yên tâm mà đảm bảo cái nguồn sữa cho các chị em nuôi con mọn buổi trưa không phải đi về. Mà hai nữa đảm bảo thời gian làm việc nhưng cũng đảm bảo được cái vai trò thiên chức của người mẹ. Mặc dù sự hỗ trợ này cho các lao động nữ đã được quy định trong Bộ Luật Lao động, nhưng quy định lại chưa có tính bắt buộc. Chính vì vậy, dù thí điểm 5 năm, nhưng hiện cả nước mới có hơn 70 cabin vắt sữa tại các cơ quan doanh nghiệp. Được tạo điều kiện như vậy, Thành tin cô có thể cho con bú đến 24 tháng tuổi, đúng như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Và khi những người lao động nữ có thể hoàn thành thiên chức là mẹ, chắc hẳn họ sẽ toàn tâm cống hiến cho công việc.